Xin chào các bạn đang xem SK và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi cực vui, cực sướng và cực khoái. Chào mừng các bạn đến với thế giới của Just Stand Now. Với Just Stand Now thì thay vì ngồi một chỗ và dán mặt vào cái màn điện thoại, các bạn sẽ phải đứng lên và nhảy. Mình biết là nhiều bạn khi nghe đến nhảy nhót đã bắt đầu ngại khó hoặc là ngại xấu hổ. Tuy nhiên thì tin mình đi, nhảy Just Stand Now cực kỳ dễ. Và tất cả những gì các bạn cần là một chiếc điện thoại iOS hoặc Android và một chiếc máy tính. Cả hai đều phải có kết nối Internet nhé. Tốt nhất là chơi chung một mạng Wi-Fi là ngon nhất. Trên điện thoại thì các bạn vào App Store hoặc là Play Store tải ứng dụng Just Stand Now về, đợi cho ứng dụng tải bài hát về. Còn trên máy tính thì đơn giản hơn rất là nhiều, truy cập vào trang web juststandnow.com, nhập mã code đang hiện trên màn hình máy tính vào điện thoại, và từ lúc này thì máy tính sẽ đóng vai trò là màn hình hiển thị, còn cái điện thoại sẽ là remote control. Đã hơn nữa, vui hơn nữa là có một nhóm bạn cùng nhảy và cùng so tài xem ai nhiều điểm hơn. Và để có thể chơi Just Stand Now, các bạn sẽ cần một cái điện thoại hơi cùi một chút để có thể rơi vỡ thì không làm sao. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ có một chiếc Note 3 thôi, khá là ghê. Chọn bài Gentleman đi. Khi chơi các bạn sẽ phải cầm chiếc điện thoại bên tay phải như này, và chiếc điện thoại sẽ ghi lại chuyển động của cơ thể của bạn bằng cảm biến chuyển động. Thực ra thì nó sẽ chỉ ghi lại chuyển động của cánh tay của bạn thôi, nên là mình hoàn toàn có thể chơi game theo kiểu như này. Đó, như thế các bạn có thể thấy là mình vẫn có thể ghi điểm mà không cần phải cử động chân hay là tay. Tuy nhiên thì như này vẫn vui hơn rất là nhiều. Điểm số các bạn sẽ tùy thuộc vào việc các bạn nhảy có đúng nhịp điệu và đúng với dancer trên màn hình hay không. Sau khi kết thúc bài nhảy thì sẽ có bảng xếp hạng số điểm của những người đã tham gia nhảy, rất là vui. Trò chơi này sẽ cực kỳ thích hợp với những bữa tiệc sinh nhật hay là những buổi tụ tập vui chơi cùng bạn bè và dám đắt vào công việc hay là Facebook. Just Stand Now sẽ giúp các bạn thư giãn đầu óc và quan trọng nhất là tránh béo phì. Còn bây giờ, chào tạm biệt các bạn và chúc vui! Just Dance.